Sau khi chính thức lên tiếng về chuyện ly hôn đối phương, Xoanh và Diệp đã trở lại với cuộc sống độc thân. Mới đây, Diệp còn đã đăng tải đoạn clip chuẩn bị chuyển khỏi nhà chung để bắt đầu cuộc sống mới. Cụ thể, trên kênh TikTok, cô nàng than thở khi phải dọn nhà đi chỗ khác. Cô nói vui trên clip, Diệp không sao nhưng chuyển nhà xong hết chỗ này thì có sao đấy. Hello mọi người, Diệp đây, từ giờ tôi sẽ sử dụng giọng thật trên mọi clip. Mong gần mọi người sẽ quen dần ha, nói thật, sau đợt chuyển nhà thì mất nguyên một tuần. Đồ thì nhiều dã man luôn, rồi bao nhiêu chuyện ập đến nữa. Hôm nay cho tôi lên clip nói chuyện với mọi người xíu nhé. Đợt này tôi cũng suy nghĩ tích cực nhiều rồi. Mình cũng phải chấp nhận làm quen với khá nhiều thứ mới như là việc đi ăn một mình, đi chơi một mình, làm mọi thứ một mình. Mặc dù nhiều lúc sẽ có thêm bạn bè nữa mà tôi cũng thấy vui cơ. Chả hiểu sao, chắc lâu rồi chưa được làm chính mình. Lâu rồi tôi cũng đã có dịp về quê đâu. Chắc là sau đợt này cũng về với mẹ thôi. Hôm trước ngày của mẹ cũng chỉ call video nói chuyện được một tí. Mẹ cũng mong về mà, phòng của tôi thì đây. Khoe với mọi người là mới hoàn thiện một xíu xíu thôi, chưa hoàn thiện hết. Khi nào hoàn thiện xong tôi sẽ update và share một vài cái cho mọi người. Mấy ngày tới, mình sẽ vào Sài Gòn lần hai. Mọi người biết chỗ nào ăn ngon hoặc đi chơi vui thì gợi ý cho tôi với nhá. Sau khi đoạn clip được lên sóng, rất đông dân mạng để lại bình luận động viên Diệp, mong cô nàng sớm vượt qua nỗi buồn. Đáng chú ý, khi có người nhắn về Xoanh, cô nàng lại có thái độ lạ. Cụ thể, khi một khán giả khen chồng cũ, chị cảm nhận thấy bạn Xoanh tốt đó em. Cuộc đời gặp được một người đàn ông tốt và thương mình không hề dễ. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ thấu đáo, nếu còn duyên, còn thương nhau thì về với nhau. Đáp lại, Diệp chỉ thả tim vào bình luận trên. Trước đó, Diệp cho hay bản thân đang cố gắng tích cực hàng ngày để bước qua thời điểm khó khăn này. Khi bạn cố gắng, cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn, cố lên nhé, cô chia sẻ. Cô bắt đầu tập tành nấu ăn, mong muốn thành một người đảm đang. Diệp cũng hé lộ ước mơ được đặt chân đến những vùng đất mới như Hà Lan. Về phía Xoanh, hậu chia tay, anh chàng tập trung chăm sóc sức khỏe. Trước đó, anh cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ cũ. Anh chia sẻ trên livestream cách đây chưa lâu, mọi người cứ thắc mắc sao chia tay á, mọi người có thể nghĩ là thật sự mình không muốn nói. Tại vì là vấn đề cá nhân của hai người thôi, mình không biết chọn lọc thế nào để nói cho mọi người hiểu. Mình sợ nói xong mai mọi người lại bịa đặt này kia. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn như thế này, mình nói thật. Diệp thời gian này cũng áp lực nên mọi người đừng áp lực tụi mình quá, để mọi thứ tự nhiên. Hiện giờ, cả hai muốn cho nhau thời gian tốt hơn. Để tìm lại bản thân mình thôi chứ không có như mọi người nghĩ là Diệp có bầu hay Diệp quay lại với bạn trai cũ hay Diệp với người tập gym hay là mình ngoại tình hay gì cả. Mình xin lỗi vì không lên tiếng sớm, tại vì nói thật là mình muốn vượt qua cái giai đoạn này đã nên mình không nghĩ là sẽ làm gì trên mạng xã hội trong khoảng thời gian này cả. Mọi người nhắn tin mình đọc hết nhưng mình chưa biết phải làm gì. Nên mọi người vẫn thắc mắc sao chưa đổi tên, sao vẫn để Xoanh, Diệp, sao vẫn để clip câu view câu like cả, tại vì mình chưa biết đối diện thế nào. Về tin đồn có người mới, anh thẳng thắn phủ nhận, Chi chỉ là bạn, em gái của tớ thôi. Bọn mình đi chơi với mọi người vô cùng bình thường, tuy nhiên đã có những tài khoản đăng lên câu like, câu view. Chứ ngoại tình làm sao tớ đi đến chỗ đông người như thế,